Rồi, chào mọi người ha. Thì hôm nay có một sự khác biệt, đó là chiếc BMW hôm bữa trước trong clip cũ của mình đã hoàn thành tất cả những thứ gọi là cải tạo hoàn toàn. Thì hôm nay mình sẽ đem chiếc của mình và chiếc 2 năm này ra để so sánh. Thì tại sao mình lại đem hai chiếc ra? Bởi vì hai chiếc nó cùng một khoảng thời gian sản xuất như nhau, rơi vào khoảng năm 2004 đến 2005. Nhằm 2002 đến 2005. Dòng này vẫn chưa là LCI, dòng này vẫn chưa là facelift, nên sẽ có những thứ tương đồng và sẽ có những thứ mà khi mình tin mình chia sẻ trong clip này, các bạn sẽ đỡ và sẽ đỡ băn khoăn hơn trong việc lựa chọn giữa pin hay màn. Để bắt đầu thì mình sẽ để hai chìa khóa ở đây. Mình sẽ bắt đầu với chiếc BMW, tại vì chắc chắn chiếc mẹ của mình mọi người đã quen quá rồi. Chiếc BMW này có gì? Chiếc BMW này là được mua từ Hà Nội vào Sài Gòn. Anh chủ làm tất cả mọi thứ, từ sang tên, chuyển vùng cho đến sơn lại toàn bộ xe. Trang bị bộ mâm 18 inch, rất là chịu chơi. Với bộ lớp mới hoàn toàn là Microlin, thông số là 235/40/18. Xe của mình vẫn có thể lên được mâm 18. Tuy nhiên, mình thì lại hay chở người và mình thích sự êm ái hơn. Cho nên mình đã chọn là mâm 17. Và nó chỉ là 215/215/50/17. Nó sẽ êm hơn. Nhưng anh bạn sở hữu chiếc này thì lại thích thể thao và nhìn nó mạnh mẽ hơn, nên bạn chọn mâm 18 thì nhìn rất thể thao. Nhưng bù lại, chính bản thân anh bạn cũng chia sẻ luôn, chạy khá là ồn. Lớp này lớp mới nha, test 2019 vẫn còn rất là ok. 2019 mình rất ưng bộ mâm này, nhưng mà gắn lên xe mình thì chưa tới lúc ha. Đó là phong cách cổ điển của những dòng xe Đức. Rất thích những cái đèn xi nhan ở cái bên. Cái style thiết kế này là style thiết kế giống như chiếc 325E46. Đây là 525E39 nha. E46 khá giống cái này. Các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ đã được sơn lại, hay nói một từ dân giả là sơn lại nguyên con. Rất là ok. Mình đã hạ kiến để cho các bạn có thể nhìn thấy sơ bộ về nội thất và tổng quan bên ngoài. Một lát nữa mình sẽ vào bên trong để chia sẻ kỹ hơn. Thì anh bạn này cũng không có thay đổi gì nhiều, nội thất da này nọ vẫn là còn lại lượng zin của xe. Có một điểm khác biệt nho nhỏ là chiếc này đã sử dụng chrome viền rồi, còn xe của mình thì chưa có chrome. Đến từ năm dòng W211 E Class từ năm 2005 đổ đi thì mới có viền chrome. Như clip trước mình có chia sẻ thì cái ngày mà anh ấy lấy về là đưa đi gara làm sơn sửa này nọ lại hết, thì các bạn thấy nó cũng không khác gì lúc trước cả. Sạch sẽ hơn, đẹp hơn, có thể gọi là thơm hơn vậy thôi. Khi qua mặt bên kia mình sẽ cho các bạn thấy sự tương quan giữa mặt và BMW nó như thế nào ha. Đến phần đuôi của xe thì anh bạn cũng rất chịu chơi, thay lại toàn bộ bộ đèn đuôi mới hoàn toàn, bạn thấy bóng loáng. Cốp xe vẫn mở điện và cực kỳ nặng nha, nặng hơn của mình rất là nhiều. Rất là sợ ngã vô gương, ngã vô kiến. Đồ chơi anh ấy dồn dư ra nè, mà máy này thì không quan trọng. Bữa khác mình sẽ có một clip làm sau, bữa nay anh ấy ghé qua quận 7 chơi thôi. Thì tại vì cuối tuần anh bạn sẽ đi đi chơi với gia đình xa, lớp còn nguyên, vệ sinh lại hết toàn bộ cốp, có thể gần như là cũng có sơn lại sơ để chống sét đó. Mình mới để ý chiếc này vẫn còn luôn cái miếng, các bạn thấy nè, cái này là đồ để nâng xe nè, nhưng mà cái miếng này nè, cái miếng phía sau của nó nè, là cái miếng mà ở bên châu Âu á, hoặc là cái xe khi vừa bán ra rất nhiều người mất miếng này. Cái miếng này là khi các bạn có vấn đề về xe á, có về vấn đề về bánh xe á, các bạn sẽ chêm ở phía dưới bánh sau và các bạn sẽ lấy cái kia để nâng lên tránh trường hợp xe bị trượt. Dù các bạn để bơi nha, đôi khi gặp trường hợp xui nó bị trượt thì cái miếng đó rất nhiều người Việt Nam bị mất, tại vì thời điểm đó người ta không biết được lý do mà xe hơi nó trang bị cái miếng đó. Để mình mở thử coi ha. Hộp đồ nghề mình nghĩ chắc cũng còn ok lắm luôn á, gần như còn đầy đủ, rất là ổn luôn với chiếc này. Máy con này và hộp số con này là giống như con 325E46 mà mình đã giới thiệu, chỉ khác là cái xác của con này dài hơn và nó nặng hơn. Nhưng cái cục máy đó, Y6 đó, và cái cục máy đó là M54, và cái hộp số là hình như là
nhớ chính xác 6 cấp á, ZF á. Cái đó thì các bạn có thể Google sau nha, mình không phải chuyên môn. Nhưng hộp số đó và cục máy đó đem lên con năm 2 năm này vẫn rất là ok. Rất chi nặng. Rất chi nặng. Rất lớn bộ đèn sau ha, anh bạn rất là chơi. Thì các bạn đang nhìn phía sau của chiếc 525. Các bạn đã được nhìn thấy bộ mâm mới. Các bạn nhìn thấy bộ toàn bộ xe đã được sơn, xe đã được sơn lại. Và các bạn sẽ có cơ hội nhìn ở bên chiếc phim đức và chiếc mẹ của mình khi mình mở nội thất giữa đôi bên. Mình cũng sẽ mở lại cốp cho các bạn xem. Để các bạn đâu đó từ đầu clip mình có nói, các bạn sẽ một số người á, họ rất thích xe Đức nhưng họ không họ luôn phân vân giữa phim đức và mẹ. Đây là khoang của mình. Khoang của mình hay đi du lịch, có thường hai người với vợ mình thôi. Thì để cái này, để cái này. Nhiều người nói khoang của chiếc mẹ, cốp của chiếc mẹ thì nó rộng hơn, cốp của chiếc bên đất thì nó nhỏ hơn. Các bạn nhìn thấy chiếc cốp rồi ha, cốp của con mẹ. Mình sẽ mở lại cốp của bên đất. Cốp của bên đất, góc nhìn của mình thấy nó nhỏ hơn. Điều này có thể được giải thích sơ bộ. Những chiếc xe ô tô người ta sẽ chia làm 3 phần. Phần đầu tiên phía đầu xe là khoang máy, phần thứ hai là khoang cabin, và phần thứ ba là cái cốp để chứa đồ. Với những dòng sedan thì con E này là máy V6. Máy V6 khác với máy I6. Máy I6 nó sẽ làm dài ra, còn máy V6 sẽ được thu gọn diện tích lại, nó phù hợp với thời điểm sản xuất ra những cái máy đó. Thì khi cái cục máy này nè là V6 á, thì nó sẽ co cái khoang máy lại, nó tăng thêm diện tích của chỗ ngồi và nó tăng thêm diện tích của cái cốp. Máy I6 chiếm hầu hết diện tích là cái cục máy cho khoang máy. Sau đó khoang cabin vẫn xem chiếc E, nên cái diện tích cuối cùng của cái thể tích cuối cùng của cái cốp của con này nó nhỏ hơn. Thì các bạn sẽ có sự so sánh ha. Nhưng thời điểm đó thì V6 người ta chọn, nhưng mà bây giờ bắt đầu người ta quay lại I6 rồi. Con này có khi anh bạn nó chuẩn bị đổ tới turbo luôn. Bây giờ mình sẽ tiến tới phần nội thất bên trong. Các bạn có thể nhìn ở góc này để thấy đây là vị trí của thường là người chủ ngồi. Mình sẽ ngồi thử cho các bạn ha. Mình làm 1m68, ngồi rất thoải mái, rộng rãi, vẫn có chỗ kê tay. Các bạn thấy độ rộng không? Đây là xe mà anh bạn nó chở vợ của anh ấy ở phía trước. Vợ của anh ấy, đây là cái chỗ ngồi của anh ấy nè. Anh bạn nó cao cũng xem mình. Bây giờ chỗ ngồi này nó rộng vậy, dù mình bước qua đây nó cũng khoảng bao nhiêu đây, rất là ok, khoảng chừng 10cm luôn. Có hàng gió sau này nọ. Và đây là chiếc bim đức ha. Và mình sẽ cho các bạn xem của bên chiếc mẹ của mình. Bên mình thì có lót cái thảm chống rối hơn. Anh bạn nó cũng mới lấy xe về gần đây thôi. Phía trước là vị trí ghế mà mình hay ngồi. Và mình đang ngồi vị trí ngay phía sau lưng của mình hay ngồi. Vẫn rất là rộng rãi, thoải mái. Màu kem, có người thích, gia đình mình thích màu kem. Còn anh bạn nó thì thích màu đen. Chả vấn đề gì nhiều. Các bạn thấy, nội thất, vị trí ngồi. Về căn bản, cabin máy, buồng cabin là như nhau. Không có gì, mình đóng cửa xe mình. Mình đóng cửa của xe bạn mình đều rất là chắc nịch. Dù là một chiếc là từ năm 2003 đến thời điểm hiện tại là cho là 17-16 năm, vẫn rất là ok. Mình đóng lại thử cho các bạn xem nha. Mở cửa. Cửa của mình mở. Chúng ta đã đi từ cốp xe, chúng ta đã đi đến cabin khoang lái. Và bây giờ chắc chắn điều các bạn quan tâm nhất đó là những chiếc xe cũ sẽ là máy và hộp số. Mình sẽ mở của mình lên. Và chắc chắn trong nhiều clip rồi thì các bạn nhìn thấy rồi, máy của mình V6 rất là bình thường, chẳng qua là bây giờ mình vệ sinh cho nó sạch sẽ nữa thôi. Các bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy máy I6. Đây là cục máy I6, nó giống với chiếc E46 325 mà mình đã từng làm clip. Anh bạn đổ thêm bóng xenon này nọ để phục chế lại những cái đèn halogen cũ của xe. Dây điện cũng đã đi lại đàng hoàng hơn, gọn gàng hơn, tránh tình trạng cháy nổ này nọ.
cấu trúc của máy i6 nó giúp cho các bạn có thêm diện tích của khoang máy, để sau này nếu các bạn muốn độ về turbo này nọ thì có thêm diện tích để độ. Còn ngày trước công nghệ của turbo á thì người ta chưa có được chuộng, bây giờ nó chưa phát triển. Các bạn thấy máy i6 ha, và các bạn nhìn máy v6, một máy v6 nghiêng ra hai bên nên khoang máy đầy đặn và nó nhỏ, nó rút ngắn cái chiều dài lại. Mỗi xe, mỗi máy sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm khác nhau. Và bây giờ mình sẽ tiến đến phần quan trọng hơn nữa, là mình sẽ đề máy cái này lên để cho các bạn nghe tiếng máy. Đây, các bạn đã thấy được máy i6 nổ máy ra sao, âm thanh nó như thế nào. Đây là âm thanh các bạn đang nghe mà mở nắp capo nha, và nó có những cái tạp âm của đường bên ngoài thì mình sẽ không bàn nhiều, nhưng mình sẽ đóng nắp lại để xem các bạn cảm nhận được cái âm thanh nó như thế nào. Mình chỉ không nghe thấy chuột không tự nó chửi, gần như không nghe âm thanh, máy rất là êm, bô nổ rất là quy lực, bô zin nha anh bạn, mình không có cắt. Và bây giờ mình sẽ đi cùng anh cameraman để quay quá trình trải nghiệm của xe ha. Rồi, hiện tại là mình với anh bạn cameraman đã đi vô trong cabin của xe. Thì như các bạn thấy so với clip trước đây, xe đã có một vài điểm thay đổi nhỏ. Đó là anh bạn đã bọc lại cái da của vô lăng ha. Anh bạn đã vệ sinh lại toàn bộ cái tắp lô cũng giống như là những cái gỗ trên xe. Có một tí thay đổi. Hình như chưa luôn, đồ chưa về luôn các bạn. Mấy cái này nó bị gãy là anh bạn nói tính thay nè. Clip cũ có nè, nhưng mà chưa thay được luôn, hàng chưa về luôn. Những cái tính năng trên xe thì hiện tại là tắp lô không hề có hư hỏng báo lỗi gì cả. Hệ thống đèn thì vẫn là ok, lúc này mình đã test ở ngoài rồi, nhìn thấy rồi. Kính lái máy lạnh ổn. Âm thanh các bạn nhìn thấy dàn đầu âm thanh này là theo mình nhớ thì nó có thể bấm một cái nút nào đó để bật nguyên cái này ra, nhưng mà thôi không bàn cái đó, mình muốn chia sẻ về cái quá trình trải nghiệm trong xe thì nhiều hơn. Các bạn thấy nội thất vẫn còn zin rất là nhiều. Da này của BMW người ta hay kêu là da voi, nó không được nói khách quan thì nó không được, nội thất không được như mẹ. Nhưng mà với những người muốn sử dụng BMW thì hầu hết người ta sẽ quan tâm đến trải nghiệm máy và hộp số, nên mình sẽ cùng anh bạn cameraman đi một vòng chiếc xe này ha. Hiện tại các bạn ngồi trong xe, các bạn có thể thông qua âm thanh các bạn không nghe rõ, nhưng mình với mình là mình thấy êm, máy êm, dòng máy i6 thì rất là ok. Mình sẽ thử em thì là mình đạp thắng nè, gạt đi B. Xe chuyển số rất êm. Trong một số loại xe, trong các loại xe về số tự động, khi các bạn đang nằm ở vị trí P mà các bạn chuyển qua vị trí D để di chuyển mà tự nhiên chiếc xe bị giật lên thì các bạn phải xem xét về cái hộp số. Có khi nhẹ chỉ là cao su hộp số thôi, có khi nhẹ thì chỉ là cao su hộp số thay rất là dễ, có khi nặng thì các bạn sẽ phải thay nhớ hộp số để cho các cấp số nó chuyển mượt mà hơn. Hiện tại mình không đạp chân ga luôn, mình để cho auto luôn và xe trôi rất là nhẹ nhàng và êm ái. Tiếng các bạn nghe đôi khi là tiếng của quạt gió, mình sẽ giảm tiếp để coi các bạn nghe gì không. Gần như không nghe gì luôn. Xe chỉ có hai người và mình với anh bạn của mình. Như các bạn thấy quận 7 thì rộng rãi ha.
Với dòng i6 này có một đặc điểm là các bạn chạy thường nó sẽ sang số khá là trễ, hay một cái có một cái từ khóa khác người ta hay kêu là nó ngâm số lâu, để giúp cho cái xe cảm giác như nó mạnh hơn này nọ, thì cũng tốt thôi. Mỗi cách thiết kế của BMW hay Mercedes đều có sự khác nhau. Đấy, các bạn cảm thấy khá ồn khi đi qua những chỗ trung. Đó là lúc nãy đầu clip mình có nói về cái việc trải nghiệm mâm 17 và mâm 18, thì cái mâm 18 sẽ mang đến cái góc nhìn thể thao hơn cho xe, nhìn rất là mạnh mẽ manly, nhưng nó sẽ bù lại là cái lớp cao su các bạn bị mỏng đi, và khi cái lớp cao su đó mỏng đi nó sẽ làm cho xe bị ồn hơn. Về nội thất con này thì nói thật lòng, và chính anh bạn đó luôn, anh bạn của mình luôn, ảnh so sánh thì nội thất sẽ không bằng được Mạc nữa. Mình rất thích cái cảm giác lái của BMW, đó là chia sẻ thật lòng. Và thời điểm mà mình đã từng băn khoăn giữa Mạc E hay là BMW 5 series, cuối cùng mình mua Mạc E vì một lý do: chìa khóa của Mạc đẹp hơn. Chìa khóa của Mạc đẹp hơn các bạn ạ. Đây, chìa khóa nó như vậy nè. Còn chìa khóa của BMW 5 series này á, nó vẫn còn xài cái dạng chìa cơ giống như nè, là mình đút vô bên trong rồi, mình không thích cái kiểu chìa này, nên cuối cùng mình vẫn chọn Mạc. Đó là một trong một vài lý do thôi. Với lại là mình trước đó mình đã chạy một con C rồi, là mình quen với những cái trang bị, là cái cách gọi của Mạc á, nên nó cũng dễ làm quen hơn. Có một đặc điểm của con này, chiếc này, là anh bạn mình chuyển từ Honda Civic sang xe Đức, và anh bạn luôn than với mình rằng đó là tay lái nặng. Anh bạn đã yêu cầu gara thay nhớt trợ lực lái, nhưng mình thì bản thân mình sẽ thường ít tin những cái nào mà mình không nhìn thấy được. Và mình đã có một cái clip về việc tự thay nhớt trợ lực lái hoàn toàn nha, tại nhà, mà không cần, gần như không cần sự giúp đỡ của ai cả, từ 1 đến 2 người thôi, các bạn nhờ người thân cũng được. Đó là các bạn lấy toàn bộ nhớt cũ ra và các bạn châm nhớt mới vào. Còn thường ở gara mà các bạn yêu cầu thay nhớt trợ lực lái á, họ sẽ chỉ mở cái nắp cái bình dầu phụ ra, họ rút nhớt ra, sau đó họ châm nhớt mới. Thì trong cái hệ thống của trợ lực lái á, nó vẫn còn nhớt cũ, nó sẽ trộn với nhau, nó không tốt. Các bạn thấy thước lái này vẫn còn tốt nè, khi mình bỏ tay hoàn toàn nó gần như không xỉ, nó không, gần như không rung. Hiện tại thì có người băng qua đường, chỗ này có công trình nên hơi đông, chứ thường quận 7 thì cũng vắng lắm. Mình sẽ buông tiếp nè, nó chỉ hơi chỉnh tí xíu à, thước lái còn ok. Mình nghĩ là mình sẽ giúp anh bạn mình làm những việc sau bữa nay, thì anh bạn mình sẽ đi Nha Trang, Phan Thiết gì đó chơi với gia đình, nên sẽ không ngồi lâu được, mình sẽ có thể trải nghiệm xe thôi. Nhưng mình sẽ làm tiếp tục giống như con E46 nó từng làm, đó là thay đèn nội thất. Thì anh bạn mình cũng rất là thích cái đèn LED, tại vì nó sáng hơn đèn dây tóc và đỡ nóng hơn, và nó có thể đâu đó xa hơn là mình sẽ thay cái trợ lực nhất, trợ lực lái cho anh bạn của mình. Có một cái trải nghiệm là mình thấy cái ghế của BMW ngồi ôm hơn, ôm người, tức là nó ôm phía sau lưng đó các bạn, hai cái miếng hai bên này nè, nó ôm sau lưng, nhìn cảm giác ngồi thích hơn Mạc. Nhưng mà có một cái ghế này lại không có đục lỗ, không có đục lỗ thoáng khí, nên hơi hầm hả? Hơi hầm. anh cameraman ảnh chạy xe Nhật biết nè, phải không? Xe mày á hầm, nó không có cái lỗ thoát khí. Đó là những chia sẻ. Có một đặc điểm nãy giờ mình nhìn, không biết là do setting hay không, chiếc này chạy trên 20 km/h nó không tự động lóc cửa, không tự động lóc cửa. Mình không biết, hình như có thể là phải trong setting của xe, nhưng mà mình chưa mò vô chiếc này, nhưng nên có cái chức năng này, hoặc có thể bạn mình chưa mò, mà mình sẽ mò cho ảnh. Rồi như vậy thôi nè, sẽ có một cái gờ giảm tốc nè, các bạn sẽ cảm giác khi xe đi qua nè, rất là dằn. Mình chạy với tốc độ là 20 km/h nè, rất là ồn luôn. Đó là cái giá phải trả cho việc sử dụng mâm 18 và một cái vỏ lớp cao su nó mỏng đi, thì các bạn sẽ bị khá là ồn, nhưng bù lại là bạn nhìn sẽ rất là cool ha. Thì nãy giờ mình chạy ngoài đường lớn, mình sẽ đi vô đường nhỏ để bắt đầu quay lại. Tay lái rất là nặng nha, tay lái rất là nặng. Anh bạn mình bọc lại da của cái tay lái rồi. Đèn ổn, mình thấy đèn là ổn, tại vì cũng thay bóng mới, lại thay chóa cầu mới hết rồi. Nhìn cái đường cắt
xenon á, nó rất là đẹp luôn. Anh cameraman nãy giờ ngồi méo méo người nhưng mà anh có cảm giác gì không? Không, mình thấy êm thôi. Êm hả? Ừ, qua không? Mấy cái chỗ sóc thì nó tức tức thôi, chứ còn đi đường bằng thì nó êm, nó không có cái gì hết mấy bạn ơi. Thì câu chuyện là khi cái nhúng cái việc mà mâm lớn á thì phải đi kèm với nhúng tốt. Cái nhúng này chưa thay, nhúng này là nhúng zin của xe. Và ngày thời điểm đó người ta làm ra chiếc này với bộ mâm zin của nó là mâm 16 inch. Đây mình sẽ đi qua chỗ gà dằn ha. Đó. Nó khá là tức. Khá là tức người, nhưng mà không sao. Anh bạn mình thích chạy kiểu này thì cũng được. Mình không có phản bác gì, chẳng qua là những chia sẻ với góc nhìn của mình. Lại thêm một chỗ gờ nữa nè. Rồi lại một chia sẻ nữa, đó là ngoài những thứ như là trải nghiệm hộp số này nọ, có một số người họ không, họ lại phân vân BMW và Mạc, và họ chọn Mạc hoặc họ chọn BMW. Có một người bạn của mình chạy chiếc Mạc và anh bạn đó nói là anh không chọn BMW bởi vì BMW rất thích màu đỏ. Tại sao anh? Tại vì họ để cái màu đỏ lên trên cái tắp lô á, cái đèn nền tắp lô của BMW gần như rất thích màu đỏ, mà anh ấy thì rất là ngại cái màu đỏ, nhìn nó cảm giác nó hơi khó chịu với ảnh. Thì những dòng Mạc là xài màu cam nếu đời cũ, và đã xài đèn trắng nếu đời mới rồi, thì mình cũng chưa có trải nghiệm với con BMW đời mới thì như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là mỗi người mỗi gu. Đó là những chia sẻ, và đến từ những chia sẻ, đến từ những trải nghiệm, để các bạn có một cái nhìn nó rõ nét hơn về việc là chọn lựa giữa BMW hay là Mạc. Và lưu ý, BMW hay Mạc đời cũ nha. Mình không có bàn về cái BMW hay Mạc đời mới, bởi vì những cái đó là những thứ mà các bạn chấp nhận chơi thì các bạn chấp nhận chi tiền thôi. Trong này cũng có nhiều người di chuyển nhưng mà không bao giờ xin nhanh. Hiện tại quận 7 đang chuẩn bị mưa rồi, mình nghĩ là mình sẽ quay lại để bàn giao chiếc xe cho anh bạn của mình ha, để anh không bị mưa. Hy vọng là với clip này, mình mở đèn, hy vọng là với clip chia sẻ rất là trải nghiệm thực tế này của mình, các bạn sẽ hiểu được hơn về BMW và Mạc, và đâu đó sẽ có những cái lựa chọn phù hợp với nhu cầu và mong muốn cũng như là túi tiền của các bạn ha. Còn hiện tại thì mình sẽ phải cố gắng quay nhanh về để trả xe. Các bạn có thể nhìn ra phía trước và nhìn ra cái hàng đường ranh phân cách đó, các bạn thấy cái đường cắt xenon của xe khá là đẹp. Với mình là khi mà thay cái bộ bi này vô thì nó rất là đẹp. Bi của mình cũng khá cũ rồi nhưng mà mình không có nhu cầu thay. Rồi, vậy nhé. Hy vọng các bạn có một clip trải nghiệm, xem một clip trải nghiệm phù hợp với nhu cầu, và đừng quên subscribe kênh của tụi mình để ủng hộ tụi mình nha. Rồi, chào các bạn.